Nó lên cái kệ mình đã hoàn thành như các bạn. Mời các bạn xem các bước mình thực hiện nha. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn, mình Khánh, giới thiệu Khánh Hoàng Nga. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà hướng dương nha. Hướng dương lan, bông sói. Lá này thì là hai quả lá mặt cặp, hai quả lá cực bình hợp, ít một chút nha, khoảng 10 cành, 10 cành chút, hai cành để mình hốt cả nhiều lắm. Không, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thực hành nha. Lá mua về có cành lá sẽ bị hư cái đoạn đó, các bạn để nó việc ta bán hết gà mua còn lá một số xấu chứ. Cắt đây là cắt sẵn ra hai bó luôn nè, mình rửa cái lá là nó bự á, lá là nó bự mình cho dòng ghìa thì cái độ lớn thì cũng được để bằng nhau. Kệ hôm nay mình cũng sử dụng kệ có mét 2 nha các bạn. Cầm mà mình cắm rất gắt quá, mình đưa đi mua hoặc cầm thì mình cắm thì kêu được nghe cắm nó mà thôi, lỡ mất thời gian lá lan cắm nó cao xong một tỉa thời gian nó cao nó mất lá mất thời gian này. Giờ để tìm lá lan á, tốn thời gian mình cũng mất chừng 10 phút để cái đó mình vô này là chừng 2 phút là đã xong cái này rồi. Sắp cho nó bằng cái đầu rồi bằng cái lá xấu đầu xấu á, mỗi bỏ hơn cũng được, nhưng muốn chừng đo cho nó tầm cao hơn là đến rụm rụm cái này tùy. Cắm là mình muốn cắm là nắm vô nha các bạn, cầm từng cây mình ghim vào, thứ nhất là nó đỡ bị bể cục sớm vì mình đi giao xa, thứ hai là mình có cái độ cái dáng của cái kệ hoa nó làm cho kệ mình nó đầy thẳng hơn, mình gom như mình phục thì nó làm nó phục được chứng, còn mình bằng chữ mình cũng bằng sao chữ mình mặc nhép lên thì mình cũng tính tính cái cây điều
làm bằng dừa về ngoài. Tự nhiên thôi, tự nhiên cái con dương thì ai khác dân cái này xong thì la đi một chút đó. Dương nó to quá để các bạn nhắc cắt cho cái phần cây nó to quá thì cắt cho nó mỏng nha, cho nó đi bị xa nó bị lại một sợ. Các bạn cắm mà muốn vuông luôn cũng được, là cũng mà cắm cái gì màu tròn tròn cũng được, nhưng mà tùy mỗi người. Các bạn không quen với cái sản phẩm nha, nói chung mình cắm nó quen cái tay à, không có tỉa nhỏ này nữa, vét vô là xong. Cái cắm con dương á mà các bạn cắm không quen á, các bạn xèo xèo cái bẹp quất, các bạn cắm các bạn đưa cắt vô đây, các bạn đưa các bạn cứ tính thì phải cắt nó xong rồi các bạn nhắn cái tay như luôn, các bạn ghi như các bạn ớt á, các bạn ghi mạnh như luôn, các bạn ghi như một lần mà các bạn đừng có nhắc gì hết, các bạn cứ ghi thẳng người chăm luôn. Các bạn đừng có nhắc vô luôn, các bạn cứ ghi đè cái cục cái cây của những cái thằng kia, xong cái độ bạn không phải tay đâu, các bạn buông nghe, các bạn đừng có cắm trong con hồng, các bạn cứ nhấp 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 nhấp. Này là kệ mình hướng dẫn các bạn nha, cái như mình cắm là hướng dương là mình sẽ bỏ này, mình hướng dẫn các bạn cắm thôi. Chân hoa này là mình mua về là như mình quen biết đó, cho mình không có cắm dao cho khách nha. Chỉ hướng dẫn các bạn cắm thôi, cắt mấy bạn lỡ tính cắt cắm ở đây không lỡ mà cắt ngắn quá các bạn đưa cho nó vô giữa đó, thì mình coi các bạn cắt cái phần cái dương cắt đó, còn nằm ở đâu đó các bạn cứ ghim vô, thì mình cắt mình lỡ tay ngắn quá mình đổi vị trí của cái thành tay. Thank you.
chỉ điểm có thể thải bóng, thải bóng bóng như vậy. Giờ thì các bạn nhìn xuống các bạn cho thấy thải bóng, thải bóng, thải bóng, thải bóng. Cái này muốn các bạn làm quen á, các bạn tính được số lượng hoa cũng kệ, mà cũng cắm ở đâu, ở đâu, ở đâu là quen à. Sắp khoảng cái dương các bạn. Lá chuyển chút cho nó dè nó bằng xốp đi. Lá này các bạn nào hoạt tỷ thì các bạn cắt hai ra, cắt hai ra là không hoạt tỷ thì cũng là đẹp luôn. Cắt tốt cái lá mà cắt ra như vậy thằng lá thì nó nhô ra cao, nó bằng cái lớp pha và pha nhìn thấy nó sẽ đầy đặn hơn. Nhô cái bằng cái phần xa luôn. Cái phần hợp cái gì tại vì cái nó mỏng cái phần thân của cái phần hợp như vậy quá tôi bị mỏng nha. Chia cho cái những lượt có 10 cạnh cái quần hộp nó chia đều ra phần bố sao cho nó đều với kẻ chơi đó. Cái đỏ trắng phần nó xốp của mình á. Bạn nào muốn mình yêu cầu xem clip mà các bạn có yêu cầu mình thực hiện quay clip gì á, các bạn cứ để bình luận bên dưới á. Bạn muốn cấm nó kệ mà hai quá đồng tiền vậy á, các bạn cứ để lại bình luận bên hai quá đồng tiền vàng anh vậy á, cứ mình để lại bình luận bên dưới để thành của các bạn nha. Quang giải đều ra đường là 14 hay 16 tại Lan chia đều có kệ ra.
lan một cái cành nào mà cái hoa mà thích quá thì bạn sẽ đưa ra ngoài, gì bạn đưa ra trong mà không khách đi mình cắm, khách đi nghe nó dở một cái hoa cái bông như vậy lại bông gì cho nó đi cái hoa của nó sẽ nhiều hơn với cái cành dài dài cứ đi dẫn mấy người Việt á. Mà cắm nhìn cắm nó thấy tính trong đầu sẵn cắm quen tính trong đầu sẵn là cái 14 cái bóng số này mình chia đều nó sao cái kệ chia rồi nó ra ngại ghét kệ có tiền luôn. Số này nó cũ nó bị mất màu nữa, cái màu trắng hồng của nó màu này nó đẹp để cái hàng mấy ngày nay rồi xài vắng quá. Cộng phần nhiều hoa luôn các bạn. Để các bạn làm nơ. Nơ thì mình làm nói chung mình cắm cái kệ mình sẽ quay một cái mẫu nơ mới, một mẫu nơ mà thường kệ hay làm luôn nha. Cho các bạn mà xem khi cái kệ khác thì mình cắm xong mình làm cái nơ cái kiểu nó khác. Mình cắm kệ này xong là một kiểu nó khác.
bạn không? Ừ. Làm từ từ gì cho nó dễ hơn.
cách hai ra. Chút làm thì nó tốt, thời gian của mình mà nó lên cái kệ mình làm, nó lên cái kệ hoa nó đẹp. Chung na này nó nhiều làm đó. Xong hai cái lớn mình cho vào cột bên trên. Cái kệ mình đã hoàn thành nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào các bạn, vì là clip của mình đã xong các bạn. Các bạn thấy hay các bạn nhấn like và subscribe. Cái bên nút subscribe nó có cái chuông các bạn. Bạn nhấn vào cái chuông đó để khi mà mình có clip mới á, các bạn sẽ được thông báo nha. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.